làm đem qua kim cắt cái.
thôi đổ tiếp cái nữa không? Hay là một cái thôi? Vô nè, em hết bột rồi. Rồi, ok luôn. Rồi em dọn lên bàn ăn luôn. Bây giờ mình sẽ ăn bánh bánh xèo tổ gì bánh xèo tổ ong nha. Đó. Trong đây có tôm, có rau, có thịt ha. Bỏ chút rau sống, dưa leo. Cái cuốn vô cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, nhớ chia sẻ cho mình, like cho mình một like, share.
Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Ok, bye bye.